Dạ rồi, chào cả nhà ha. Chào cô chú anh chị em mình đã quay trở lại kênh của em á. Dạ thì hôm nay quay lại cái cây mà hôm trước đây, cái cây này chiều cao nó cũng khá cao ha. Tầm hiện tại giờ nếu mà từ cái đôn nó lên á thì tầm khoảng 5 mét mấy ha. Đó, cây này thử lý thì em trồng mình vô bồn nay, vô chậu nay cũng được một tháng mấy rồi ha. Tháng mấy rồi, gần 2 tháng rồi. Nhưng hiện tại bây giờ thì nói chung cái bầu này lúc trước là tại vì em mua về đó. Rồi em để nguyên cái bầu luôn ha. Đây, nguyên cái bầu luôn. Nó cái bầu phân cũ đây. Bầu đường kính ngang cũng khoảng 1m2 đó. Nó cái bầu phân cũ đây. Tại vì em để giao cho khách ha. Đây, số ghẻ cám nó đã lên như vậy ha. Đó, thì sơ đem lắp lên. Một số ghẻ cám nó đã lên rồi. Thì ngày mai, em sẽ giao. Nói chung giao giao cho khách. Thì chia sẻ cho cô chú anh chị mình ha. Thì những cái cây cao như vậy. Thì tại vì... cũng trưng Tết và khi đó người ta trồng trên bồn đó. Đó, trồng trên bồn. Đây, số nụ này cũng khá đẹp ha. Trồng trên bồn nên cái cây mình giữ được cái bộ lá ha. Còn nếu cái cây mà cô chú anh chị mình từ xưa giờ mình trồng đó, mình trồng mà mình không có trồng trên bồn, trồng lâu năm mà không có được trên bồn cao thì cái cây mình nó mình đem lên chậu như vậy thì dễ rớt lá ha. Chung thì tại vì em cũng che lưới đây. Che lưới như vậy cũng lâu rồi. Cũng giữ được cái dàn lá tới thời điểm này thì nói chung cũng an tâm rồi ha. Đó, nụ thì lên cũng khá là nhiều. Đó, an tâm. Thì mai em giao cho khách thì sẵn cái em cũng quay chia sẻ cho cô chú anh chị mình ha, xem thì để thí dụ như mình có xử lý một số cây như vậy á thì mình cũng có kinh nghiệm ha, chút đỉnh kinh nghiệm. Rồi thì cây này thì em nói cho cô chú anh chị mình ha, tại vì giao lên thì đi bằng xe cẩu thì khi cẩu lại thì nói chung cái bầu này mình vẫn giữ nguyên ha, vẫn như nguyên cái bầu nó. Thì em tính trước rồi thì khi mình làm như vậy đó, khi mình cẩu thì nó cũng không có động gì nữa ha, tại vì cái bầu phân chỉ nó ăn lên thôi. Tại vì ra ngoài đây thì nó có mình đã làm ăn keo rồi thì nó không ăn ra nữa, nó chỉ ăn lên trên thôi để nó tạo một số ít rễ cám lên trên đó. Nên che lưới thì khoảng thời gian này nó rớt cũng khoảng 20% lá ha. Nhưng mà giờ mình cũng chuẩn bị là lãi rồi thì nên thì giờ này thì cũng an tâm, không có sợ nó bị rớt lá nữa. Đó, thì vài ngày nữa cũng mình cũng đã lãi lá rồi ha. Đó, thì khi ra tới nơi thì em cũng quay chia sẻ cho cô chú anh chị mình xem cho vui chơi ha. Rồi ha, hôm nay em giao tất cả là 4 cây cho khách ha. Thì cái cây này nằm ở trên bồn nên mình bó mình nịch lại ha. Bỏ mình địch lại thì cô chú anh chị mình tháng này ví dụ như cây nằm trên bồn đó thì mình xử lý cũng được rồi ha. Bứng lên thời điểm này tại vì hôm nay cũng mùng 8 rồi. Mùng 8 nên mình bứng lên rồi mình vô chậu ha. Vô chậu thì tầm khoảng 12 13 mình lãi lá là nó vừa ha. Nó được lá thời gian đó thì nó cũng được lá là cái cây mình nó cũng vừa rồi. Thì bó bầu của bác anh chị mình nhớ là làm cho nó thiệt là cứng ha. Tại vì khi cẩu lên mà mình bỏ lên chậu mình trưng thì mình cũng để cái bầu này luôn đó. Dùng lưới nha, lót đít dùng lưới chứ mình không có được bọc cái băng keo này ha. Bọc cái đít thì mình tưới nhiều khi nước nó không, nó chứa lại nó bị úng rễ mình. Còn ở dưới thì mình chỉ bọc lưới thôi, nên cô chú anh chị mình chú ý đó, nịch cho nó thiệt thật cứng. Nếu mà hiện tại bây giờ mình xử lý để bứng lên chơi Tết đó thì cô chú anh chị mình để ý ha, nhớ là mình bọc cái lưới ở dưới thôi đó. Còn ở trên đây khoảng 2/3 cái bầu ở trên đây thì mình dùng cái băng keo mình nịch là cho nó cứng, băng keo mình nịch ở trong trước ha. Còn cái lưới thì mình nịch ở ngoài rồi mình dùng dây mình thắt cho nó đều lại cho nó cứng cái bầu ha. Tại cái này thì dùng cẩu thôi chứ mình không có dùng tay được đó, dùng cẩu để mình cẩu lên ha. Thì khi mà bứng xong ha mình cũng bó tàn, tại vì cây này không tàn lớn thì chơi Tết xong mà em cũng trồng lại dưới bồn. Nên mình chủ yếu mình giữ được cái bầu đất cho nó thiệt là cứng nha. Là tức cứng, đừng có để bể bầu. Bể bầu nhiều khi cây mình mất sức. Đó, nó suy yếu ha, nó dễ chết nhánh. Thì giao tất cả hôm nay cũng là 4 cây. Thì khi mà lên tới nơi thì em cũng quay cho cô chú anh chị mình xem cho vui ha. Nói chung bây giờ xử lý những cái bầu này thì hiện tại bây giờ mà nếu mình muốn trưng lên chậu mà chơi Tết á thì những cái bồn mình trồng trên cái bồn thì mình giờ mình xử lý được rồi ha. Đó, thì tầm khoảng 12, 13 mình lãi lá. Thì năm nay 29 ha. 29 không có 30 thì mình có thể mình chơi Tết khoảng 27 mình chơi bông được rồi.
Rồi đó, sau khi ấy xong mình lấy lưới lan mình sẽ trùm lại ha, tại vì đi xe cẩu thì nhớ phải trùm lại, nhiều khi lên xe đó thì gió nó sẽ dập lá ha. Thì giao tất cả là 4 cây, hôm nay mình sẽ giao luôn. Đây, cây này em muốn giao cho khách ha, cho khách thuê đó. Thì những cây này mình cũng chằng chéo lại, mình nịch lại, chung là cây này nở rất đẹp ha, cây này già mùa rồi, thơm tàn dù. Đây, cây này thì tầm cây cao ha. Đây, cây cao, cây này 4 mét mấy của người bạn ha, cũng giao chung một điểm luôn. Đó, thì cũng bó bầu này rất là cứng ha, để như khi mình bó không cứng thì cẩu đi nó sẽ bị bể bầu động dễ. Cây này cũng ghép Thủ Đức nha, nói chung những cái cây này là mai ghép không nha cô chú anh chị mình. Đó, thì tầm cũng nằm tên mô. Đó, thì hiện tại giờ mình cũng bó bầu rồi, dàn xương rất là dữ luôn ha. Đó, bó cứng, tại vì xe cẩu đi thì không có cái thùng nên bắt buộc mình phải che cái lưới lại, mình trùm cái lưới lại nha, để mình không có bị dập lá. Nhiều khi xe chạy nó gió rất là nhiều nên mình bó chặt. Còn cô chú anh chị mình thí dụ bứng lên chơi thì đó, thì mình xử lý rong rong nha. Thì ở đây ha, hiện tại thì cũng rong một số cành chẹt ở trong rồi, rồi lên chậu thì mình sẽ rong thêm một ít nữa ha. Nó rong không cần cái nhánh nhiều đâu, những cái nhánh nhỏ thì nó nở bông cũng không có chuẩn ha. Rồi tới khi đó thì lên tới nơi sẽ rong thêm một ít nữa, nó cắt tỉa bớt. Tại vì chơi bông thì nói chung mình chơi cũng khoảng 10 ngày mười mấy ngày là được rồi ha. Nên bông thì nó nở, khi mà nó bung ra thì từ 5 đến 7 cái nụ, thì cô chú anh chị mình cắt bớt những cái nụ, những cái cành chẹt thì cái nụ nó cũng không có đẹp ha. Chừa là những cái số cành nhánh mà nụ đẹp thôi, nó đông bớt để cái cây mình nhiều khi nó cũng chơi bông đó cũng đỡ mất sức ha. Có bầu rất là cứng. Cây này chiều cao của nó là khoảng 4m7 á, rất là dài ha. Nên đi riêng cái này là một xe cẩu rồi. Thì tới nơi khi vô chậu thì em cũng chia sẻ cho cô chú anh chị mình thêm ha, để nhiều khi mình xử lý thì mỗi người mỗi cách xử lý. Thì em ở đây thì em trộn, khi mình trộn vô đó thì cái chậu này lớn canh rồi, thì cái bầu nó 1m2, thì mình vô cái chậu 1m4 ha. Đó, chậu 1m4 nhưng mà mình lót tấu ở dưới trước thôi nha. Đó, mình lót vài bọ tấu ở dưới để cho nó không có bị ứ động nước. Rồi trên sơ dừa mình trộn chỉ tấu chỉ có 2 đến 3 phần trở lại thôi ha, còn sơ dừa là 7 phần. Đó, nó để cho nó giữ cái độ ẩm thôi. Tại vì cây này thì nó còn khoảng tuần lễ thì nó có mấy đâm rễ cám ha. Rồi, thì cũng tới nơi thì giờ cũng chia sẻ thêm cho cô chú anh chị mình ha. Khi mà giao cho khách thì anh sẽ quay cho cô chú anh chị mình xem qua chơi. Rồi, thì xe cẩu chuẩn bị cẩu lên ha. Thì mình cũng che lưới để mình bọc lại cái tàn ha. Tại vì cẩu nó không có cái thùng thì bây giờ mình bọc cái tàn lại để nó dập lá. Lá nó bị sào. Cực khổ ha. Nói chung những cái cây lớn này thì mình làm mà kỹ chút ha. Để nhiều khi nó sơ xuất cái nó đủ cái cây, cái nhánh mình ghép lắm ha. Những cái ghép mình ghép lâu năm mà. Đó, bọc lại, mình che lại đừng cho nó dập lá nha. Thì cái cây này còn cái bầu cũ thì mình chỉ để nguyên cái bầu bằng cẩu lên thôi. Đó, cẩu lên. Cái đó hơn nghiêng cái bầu cẩu nghiêng mới được á, hổng là cẩu nghiêng á. Nổi không? Nổi không? Nổi thì dở lên. Thì cái bầu nguyên nên mình cẩu cái cây riêng, cái chậu mình cẩu riêng ha, lên trên mình cũng xử lý lại thôi. Đó, mình để lại vô cái chậu như cũ thôi. Chứ nếu mà cẩu nguyên cái chậu thì phải cao lắm, nên mình sử dụng không được nguyên cái chậu ha. Thank you.
vô dướng cốc da nha. Mà con thấy dướng da thấy rồi thầy da. Cào ha, cào 4 mét tầm 4 mét ha. Thì cái cây này em vô chậu nguyên cái bầu luôn, thì nay cũng khoảng tháng mấy rồi đó, thì mình cũng lắp phân lên, một số nó bắt rễ rồi ha đó, nên giờ mình xử lý mình cẩu nó cũng không có động gì nhiều. Giờ mình bó lại cái tàn, nói chung là cái tại cái tàn lớn thì mình không có để đứng được ha, cao nó không có để đứng được, nên bây giờ mình bó cái tàn lại cho để nghiêng luôn, nó cao quá thì chạy chậu mình đi ngoài không được ha đó, nên mình bó lại mình để nghiêng cái tàn mình. Cây này thì quá trời gậy cám, anh vô vậy mà gậy cám thấy nãy ra đó ra ngoài rất là nhiều ha, cây rất sung khỏe. Thì trong thời gian 2 tháng nay thì nó rễ cám cũng ra nhiều rồi. Cây này nói chung là mình đứng lên xử lý như vậy là cái cây mình nở rất là đẹp ha, nó không ảnh hưởng gì nhiều, tại vì nó rớt lá nó rớt được 20% rồi, giờ rễ nó cũng ra. Quay rễ cám cho cô chú chị, tiếng xe hơi lớn ha, lú dưới quá nhiều rễ cám luôn ha. Em giao đây là 4 cây một chỗ luôn ha. Thì tới nơi thì cũng quay chia sẻ cho cô chú anh chị mình luôn. Thì nói chung là chân những cây lớn này thì chỗ ông này thì nói chung là những khách sạn nó cao lắm, thì nên tầm những cái cây cao này mình chung với tương xứng ha. Rất là cực ha. Nhưng làm nãy giờ thì mới xong có một cây thôi nha nè. Thì cô chú anh chị mình nói chung là làm những cây lớn này mình rất là kỹ ha, rất là kỹ đó, thì mình làm để cho cái cây mình nó không có bị tầy xước ha, khi vận chuyển rồi này kia đó là nó gãy một nhánh thì cái cây mình nó không có đẹp ha, mình ghép lại rất là cực luôn. Cậu được cây này cây thứ hai ha, cây này cây thứ hai thì mình sắp xếp mình cẩu làm sao, nói chung là tại vì những cây lớn thì mình địch cho nó chắc luôn ha, mình chắc để tày xước rồi khi vận chuyển là khi nó xe cổ nó xa đó thì mình nhớ là cổ cẩn thận lại ha. Còn cây này với cây trong chậu nữa ha, cây này nó không cao nhưng mà kính ngang này cũng lớn nha, 3 mét mấy à. Cái bầu rất là chắc chắn ha, nên cẩu nhiều khi cẩu nó cũng không có bị động bầu nhiều ha, làm bầu phải cho nó cứng ha, để mình nịch băng keo là nó đã cứng rồi, nhưng mà mình chằng như vậy nữa thì nó sẽ cứng cái bầu mình thêm ha, chắc chắn hơn, tại vì cẩu nó nhiều khi nó động ginh cẩu tới cẩu lui thì nó sẽ động ha, nên mình làm cho nó chắc, nếu mà bể bầu thì cái cây mình sau này mình nuôi lại thì nó hơi cực ha, nó dễ chết nhánh, một số nhánh nhỏ ở trong. Cốt mà cổ tay em hết rồi. Này em cũng ghép Thủ Đức nha, trong những cái dòng F1 của em còn thì khá là bông nó khá là chuẩn nha, nên em sẽ ghép cái dòng Thủ Đức những cái F1 này thì cây mình nó rất là bông nó còn chuẩn hơn. Rất là cực ha, xe này là chở 2 cây nữa là 4 cây ha, nói chung là tại những cái cây này nó lớn nên làm rất là lâu. Rồi, cây này cô chú anh chị mình thấy ha, này rất là lớn, già mùa ha, nó nằm chậu luôn rồi. Cây lớn nói chung tàn lớn thì bông rất là chuẩn nha, những cây già mùa thì bông rất là đẹp. Đó, nên nói chung vận chuyển cũng khó lắm, khó khăn nên lâu thì chỉnh là rất là lâu luôn á. Số cây này em đã lắp đất lên rồi nè,
thì bộ ghế nó ra chơi rất là mạnh luôn á. Dạ, thì cũng hơi tối ha, cũng quay chia sẻ cho quý vị mình luôn là tới nơi hả, nhưng mà cây cũng tới nơi tại vì ấy tối quá không có chạy lâu ha. Đây hai cây lớn như vậy ha, quá đẹp luôn. Tầm cao này mình thấy rất là đẹp ha, đây rất ok. Lên đây thì trời mát rồi, mình vô đó mà mình bắt đầu mình tưới dưỡng nha, tưới dưỡng bình thường luôn. Thì tầm khoảng 11, 12 là nảy lá luôn ha, để chụp chơi sớm. À, quá trời ha. Rồi bắt đầu chuẩn bị cậu xuống ha. Rồi dừng tham quan vòng vòng ha, nói chung là rất là đẹp luôn. Ở đây là cây tầm khoảng 3 mét ha, để trong nhà rất là đẹp, nói chung rất là hoành tráng ha. Ở chân những cái mai lớn thì mình chân ở đây rất là đẹp luôn á. À, chơi cây mai đáng luôn á. À, quay sơ lược cho cô chú anh chị mình tham quan ở chỗ em giao giao cây luôn ha, đẹp quá, hoành tráng ha. Thì cái chậu này là 1m4 lọt lòng ha, 1m4 lọt lòng, thì cái bầu em bứng là 1m2 là vừa rồi. Chuẩn bị cẩu rồi ha, quá đẹp, tuyệt vời luôn á. Cái này không biết là thông cảm nha, tại vì cái cẩu nó cũng hơi ồn, rồi em vậy nó cũng hơi nói chuyện cũng hơi không rõ, thì cô chú anh chị mình thông cảm nha. Nhưng mà quá đẹp thì tại thì em quay cho cô chú chị mình xem qua luôn. Rất tuyệt vời ha cô chú anh chị mình ha, quá đẹp à. Cây này rất tương xứng luôn ha, để trong nhà đây là dừa luôn á. Dạ rồi thì cũng đã hoàn thành hết ha. Thì cũng cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem qua clip của em. Thì hiện tại bây giờ cây đã làm hoàn thành hết rồi. Thì ở đây trấu xây dừa em chỉ chọn là trấu chỉ có 3 phần ha, xây dừa tới 7 phần để chỉ giữ ẩm thôi, tại vì nguyên cái bầu này mình còn giữ lại. Thì cô chú anh chị là nếu mà bứng lên đó thì xử lý ha, nó mình bỏ cái bầu cho thiệt chặt, rồi sau đó thì mình cẩu vô cái chậu, thì lớp dưới là em chỉ lót là trấu thôi ha, trấu thôi để cho cái nó không có động nước. Rồi trên mình trộn sơ dừa cho nó nhiều một tí để nó giữ ẩm thôi, chứ cái này nó không có dư nước ha. Dạ rồi thì cảm ơn cô chú anh chị mình xem qua cái clip của em. Dạ em xin mến chào ha.